Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa là những vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay. Và làm cách nào để chúng ta có thể sống thân thiện hơn với thiên nhiên, cùng xây dựng một môi trường sống thật là xanh, thật là sạch thì được rất là nhiều người quan tâm. Trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách mà chúng ta có thể tái chế những cái vật dụng bỏ đi thành những món đồ có ích. Vâng, xin được chào chị ạ. À, em thấy ở đây là có bày rất là nhiều những cái hũ này. Chị có thể cho mọi người biết là đây là gì không ạ? À, đây là anh Diêm là làm từ rác thải, những vỏ trái cây. Và chúng ta làm hũ anh Diêm thành 3 tháng. Trong đó có những cái thành phần là nước, đường, đường vàng và rác trái cây theo tỷ lệ. Đó là mình sẽ hũ trong 3 tháng cho nên nó sẽ ra những cái sản phẩm này để mình rửa chén nè, lau sàn bếp nè, lau sàn đồ hoặc là tưới cây cũng được. Cái tỷ lệ mà mình ngâm giữa vỏ cây và nước thì như thế nào ạ? À, tỷ lệ thì nó là 10 lít nước cho 1 ký đường vàng hoặc là 1 lít rỉ mật và 3 ký rau củ quả. Mà rau củ quả là nó có mùi theo từng vị, từng loại. Ví dụ như loại thơm á, là nó sẽ thơm và nó sạch. Loại thanh long này nó có màu hồng. Bộ hòn là nó có cái chất bột tẩy rửa nó sạch hơn. Ví dụ như cái enzyme thơm này thì mình nó có tác dụng gì ạ? Mình có thể sử dụng nó để làm gì ạ? Mình sẽ rửa rau củ quả này, những thực phẩm về và lau chùi sàn hoặc là rửa chén. Còn những cái cặn bã này mình sẽ bón cây, những cái cặn mà cặn bột á là mình sẽ bỏ thông cống rãnh hầm cầu rồi đó, nó sẽ khử mùi và nó phân hủy những cái mùi hôi. Những cái loại trái cây khác nhau thì nhưng mà nó đều chung một công dụng hay là như thế nào? Nó có đều chung một công dụng, nhưng mà ví dụ như nó có mùi tinh dầu nên nó có thơm hơn. Ví dụ như vỏ chanh, vỏ bưởi, vỏ quýt á thì nó có mùi, nó có tinh dầu nó thơm hơn. Cái bò hòn á thì cái mùi nó hơi hắc nhưng mà nó có cái bọt á, chất tẩy rửa cao. Hoặc là cái này nó cũng có chất tẩy rửa cao. À, tất cả các cái loại mà cái hoa quả mà bỏ đi thì mình đều tái chế lại được thành cái này đúng không ạ? Vâng. Nếu như mà mình làm để mà tẩy rửa cho sạch đó, thì có thể mình sẽ lựa chọn rác cho sạch. Mình về mình sẽ rửa lại. Ví dụ mình làm phân á thì mình không cần. Ví dụ mình ủ mà rau củ quả là mình sẽ không có cần phải lựa chọn sạch sẽ. Thế nên mình làm ra cái sản phẩm nó sạch hơn. Tại sao chị lại có những cái kiến thức này để mà mình làm ra những cái loại này ạ? Mình cũng lên mạng theo dõi những cái hội, mình theo những cái nhóm á, những cái nhóm mà sống có ích cho xã hội. Ví dụ như những cái liên minh cộng đồng, liên minh người nông nghiệp tử tế, là trong đó nó bài làm những cái enzyme hoặc là EMO để xử lý nước thải rồi này đó, thì mình học hỏi với nhau đó, mình để mà mình làm, với lại mình làm rau sạch đồ trong vườn để mình ăn. Trước mắt là mình ăn nó đã, còn mình chưa bán. Em thấy là cái này nó cũng không có khó lắm, chị nghĩ là mọi người có thể cùng làm cái này để bảo vệ môi trường được không ạ? Đúng, cái này nó chuẩn bị là chị là cũng chia sẻ với cộng đồng đó, cũng bài với nhau học hỏi vậy thôi. Hay làm thì chị cũng có trợ phiên trên cái kia, thì chị cũng trao đổi về chia sẻ với lại tặng cho người ta dùng thử. Thầy dùng mà nếu họ thích thì họ thích học thì tụi chị cũng chia sẻ. Ở trong cái bàn, cái khu vực này thì em thấy còn có rất là nhiều những cái mà em không biết nó là cái gì. Nhưng cái thùng này thì để làm gì ạ? Cái thùng đó là cái thùng để mà ủ rác lên men á. Mình ủ như thế nào ạ? Mình ủ là ví dụ như thức ăn thừa với lại lá khô với sơ dừa với lại một cái chất mà cái họ gọi là sinh học bản địa đó. Cái này phải không ạ? Cái đó là mình lên men tự nhiên á. Dạ. Vậy cái nó để mình ủ cho nó có lên men để mà sau mình làm phân. Cái này hả chị? Nghĩa là cái này được cái ủ? Mình, đúng rồi, mình đã ủ rồi. Mình đã sử dụng rồi. Mình đã ủ từ cơm nguội nè. Dạ. Lên men tự cơm nhiên. Cơm nguội. Với lại cám gạo á. Cám gạo. Thế cái này thì nó có tác dụng gì ạ? Nó sẽ lên men cái rác á, nhanh phân hủy và nó khử mùi. Dạ.
nó khử mùi. Thường thường mình ủ rác là nó sẽ có mùi. Dạ. Cho mình làm cái này nó sẽ không có mùi. Ví dụ như ở nhà thành phố đồ mà họ ủ rác á, là nó họ ngại nhất là cái vấn đề mùi. Cho nên họ ấy họ hay trồng cây trên sân thượng á. Cái này nó sẽ khử mùi. Dạ. Dạ, ở đây thì em thấy có cái này nữa. Cái này là gì ạ? Cái này là lá khô. Lá khô và là rác, rác thức ăn thừa. Với lại cái sơ dừa này là cái chất đệm để mà trộn vào để cho nó ráo nước á, nó không có bị chảy nước rồi đó. Dạ. Vậy là sau khi mình phân loại rác mình sẽ cho vào đây và mình sẽ cho những cái thứ này vào. Thêm vào trong thời gian một tháng. Một tháng. Đó nó sẽ phân hình và mình lấy ra mình trồng. Cây. Dạ, mình bón cây. Bón cây. Thưa quý vị và các bạn, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì tôi thấy rằng là chúng ta có thể tái chế lại như là vỏ cây thì chúng ta có thể tái sử dụng lại nó thành nước rửa chén, nước lau sàn. Và đối với những cái loại rác thải hữu cơ thì qua có quá trình mà chúng ta ủ thì chúng ta có thể tái sử dụng lại thành phân bón để mà bón ra cây xanh. Xin được cảm ơn chị vì những cái chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái loại sản phẩm tái chế khác. Chào em, em đang làm gì vậy? Em đang nghiền nhỏ xà phòng mà để qua cái tẩy rửa để bọn em ép thành cái thành phẩm kia. Để mà làm được cái thành phẩm này thì mình sẽ qua những cái giai đoạn nào và mình có cần có những cái nguyên liệu nào? Dạ, đầu tiên là phải nói là cái này là một dự án Shop for Hope là xà phòng hy vọng, xà phòng tái chế thì bọn em sẽ thu gom những cái loại xà phòng mà ở khách sạn 5 sao có nghĩa là người ta chỉ sử dụng qua một lần thôi, sau đó người ta không có sử dụng nữa và không ai được phép sử dụng lại nữa. Sau đó bọn em sẽ đem về và đưa qua một cái dung dịch tẩy rửa sẽ tiệt trùng nó. Sau đó là bọn em để ráo trong vòng khoảng 6-8 tiếng. Sau đó tiếp tục là bọn em sẽ cắt nhỏ, gọt nhỏ nó ra. Giống như thế này đúng không? Đúng rồi, đúng. Đây là công đoạn gọt nhỏ. Rồi. Sau đó là bỏ cân một cái lượng tầm 100g hoặc tùy mình thôi. Sau đó sẽ bỏ vào trong cái máy ép. Đây gọi là máy ép lạnh. Đây. Và ép nó, ép hết mức thì nó sẽ ra được thành phẩm. Đây là thành phẩm đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì những cái thành phẩm này sẽ đi đến những cái bạn cần. Sau đó chúng ta sẽ gói lại giống như là bạn này đang làm đúng không? Ta sẽ gói lại như thế này. Và cái sản phẩm này chúng ta sẽ làm gì? Dạ, thì có nhiều hướng. Hướng đầu tiên thì bọn em làm là thử nghiệm. Thì sẽ đem tới những cái chị em ở máy ấm nhà mở hoặc là những chị em miền núi. Những chị em cần nhưng mà khó khăn ấy ạ. Cái thứ nhất, còn cái thứ hai thì bọn em sẽ đem đi để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện khác, ví dụ như đem bán nó ở các khách sạn 5 sao, ở ngoài cửa các khách sạn 5 sao để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện. Cái sản phẩm này so với cái xà phòng ban đầu khi mà người ta đã sử dụng qua rồi thì nó có khác gì không? Dạ không ạ. Nó được tẩy rửa sạch rồi nên tẩy rửa sạch bề mặt là để không còn những cái cặn, những cái vi khuẩn bám ở bề mặt không còn nữa, nhưng mà cái chất xà phòng bên trong vẫn như vậy. Nghĩa là nó sẽ được ra đời với một cái hình hài mới thôi, còn chất lượng thì cũng giống như là ban đầu vậy, sẽ sạch sẽ như vậy. Ở đây thì chị thấy có một cái bút chì màu, cái này thì dễ lần để làm gì? Là bọn em có bày bán cái này, không phải bày bán mà là trưng bày cho trải nghiệm, cho khách trải nghiệm thì ở chợ phiên Hội An vào chủ nhật hàng tuần. Thì ở chợ phiên Hội An lại có rất là nhiều trẻ em mà mấy bé kiểu thích vẽ vời á, kiểu qua thông qua vẽ vời thì lại truyền tải một thông điệp á, mình có thể kể cho bé nghe về câu chuyện xà phòng nó sẽ đi đâu, và khi mà các con vẽ cái đó là các con đang làm một cái giấy gói để tặng cho các bạn miền xa nữa, nên khá là thú vị. Xà phòng này là xà phòng mà bọn em đã thu gom từ các khách sạn 5 sao về. Và sau đó em sẽ làm cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ những cái vết bẩn của nó, chúng ta sẽ gọt sơ. Công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ cho nó qua dung dịch tẩy này để làm sạch nó. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy ra một lượng vừa phải, tầm từ 100g cho tới 150 tùy mình. Chúng ta sẽ bắt đầu lắp máy.
Sau khi mà chúng ta ép thì chúng ta sẽ có một cái thành phẩm như thế này, và chúng ta vẫn còn các cái cạnh hơi bén và nó hơi dư ra thì chúng ta sẽ gọt cho nó mướt, nó mịn hơn. Sau khi mà chúng ta có sản phẩm hoàn chỉnh rồi thì chúng ta sẽ có một mảnh giấy nhỏ nhỏ như thế này, thì chúng ta sẽ tiến hành gói nó. So you take this and you mix with wet part water when I go. Và đây là thành phẩm, sản phẩm cuối cùng mà sau khi chúng em đã hoàn thành thì nó sẽ được như thế này. Và cái sản phẩm này thì chúng em sẽ đem đi đến các em nhỏ ở cái mái ấm nhà mỡ, hoặc là các em nhỏ ở miền núi, những nơi mà kiểu như các em rất là cần mà không có điều kiện, hoặc là chúng em sẽ dùng nó để gây quỹ cho các hoạt động tình nguyện khác. Xin được cảm ơn em về những cái chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã thấy thì từ một cái vật dụng bỏ đi như thế này, sau một cái công đoạn tái chế thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm bổ ích như thế này. Từ đó có thể thấy rằng là cái lối sống mà không có rác thải nhựa, thân thiện với môi trường, thì nó mang lại rất là nhiều những cái điều bổ ích, và chúng ta cũng đang hướng đến cái lối sống như thế này. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm để có thể tự làm tại nhà, biến những cái vật rác thải thành những cái vật dụng mà có thể tái sử dụng lại được như thế này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kiến thức cuộc sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thông tin chi tiết, quý vị các bạn có thể liên hệ về Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hoặc địa chỉ email kiến thức cuộc sống a@qrt.com.vn. Thân ái chào tạm biệt.